Các bạn trong ngoài này là mình thấy sống khỏe không chú? Đủ ăn Đủ ăn thôi nha. anh tính đem trong ngoài nội ông nội ông uống phê như rồi không hút thuốc nhiều tôi không hút thuốc không phê Dạ. Ủa mà thường thường là đi một ngày vậy là khoảng cách khoảng bao xa chú? từ cả răng mà bọc về đây về tới chợ đó là bọc lên đó cỡ khoảng độ mấy chục cây cỡ trăm mấy 200 cây Mấy giờ phố nhưng mà cứ ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng ngày vậy nào hết. cũng vậy Dạ. Chú là quê gốc chú ở đâu? quê gốc tôi là ở mà huyện Phong Điền Bị Phong Điền. mà tôi té xe này nè rồi bắt đầu tôi không có tiền á không tiền mà cấp inox á và tôi có tiền nhà nước cho tôi bán có 35 triệu rồi bây giờ là không có đủ để mà cặp inox vào một xe lăn Dạ. giờ ở nhà trọ Dạ, chú ở nhà trọ ở ở ở chú nhớ ở nhà trọ mình ở huyện ở ở cái địa chỉ nhà trọ mình không? nhớ ngay chân phường Ba Láng Phường Ba Láng nha. Dạ. Thì để con quay cái đoạn clip này để cho các mạnh thường quân á, nếu mà họ xem được cái đoạn clip này á, có thể họ tài trợ cho mình. Dạ. rồi Dạ, mà cái được mình bị đó là bao nhiêu năm mà chú? à, mới bị đây là mới có năm à Mới chín năm rồi tháng à, rồi 9 tháng nha. gãy xương đùi bây giờ ra ngoài đa phao trung ương á ra đa phao trung ương nó kêu tạm ứng là 30 triệu nó cho hay trước là từ cặp inox rồi là thành cảnh nữa là từ giá là 70 mà tôi không có tiền luôn rồi cái nào Dạ. Cứ hàng ngày là sáng bữa nào chú cũng tự rảnh chú chạy bán vòng vòng ở đây. À, một tuần đây đi đi 3 lần Từng đi đây 3 lần. à, Rồi gì rồi. rồi đó là đi lên trên Trà Nóc 3 lần Trà Nóc 3 lần là tôi cứ nghĩ cứ cứ vậy hoài cũng nha. thay phiên nhiều quá một tuần là nó 7 ngày Dạ. Đây thì chú cũng hoàn cảnh cũng khó khăn thì Nam Lùng quay cái clip này để cũng muốn là nhằm kêu gọi mạnh thường quân. Thì mạnh thường quân nào mà thấy được cái đoạn clip này thì cũng rất mong mạnh thường quân có thể chia sẻ cho chú một cái phần nào đó gọi là để chú đi trị bệnh cái chỗ là chú bị gãy cái xương đùi. Thì cũng rất mong anh em chia sẻ đoạn clip này để đến được được với những mạnh thường quân. Thì xe này là mình tự mua luôn hay là xe này là của có đây ai một tài bên trợ chú? Dạ. tài Tài trợ nha. Dạ. Thì xe này chú cũng được mạnh thường quân tài trợ luôn để chú đi bán vé số hàng ngày luôn đó. Thì đây là mình lắc thấy gì chú? Dạ. Thì nói chung hoàn cảnh cũng chú cũng rất là khó khăn thì cũng rất mong là các mạnh thường quân nếu mà xem được đoạn clip này thì cũng để về hỗ trợ cho chú một cái phần gì đó gọi là để chú chữa được cái xương đùi để gắn được cái kẹp inox vô để cho chú đi lại. Ủa mà chú là hiện tại giờ là ở mình hả chú? Vợ con gì không? Có hả? Dạ. Thì con cũng muốn quay một cái clip này để gửi đến tất cả mạnh thường quân á. Thì để cho các mạnh thường quân mà có xem được cái clip này á thì sẽ liên hệ với chú hoặc là liên hệ với con thì con sẽ tìm đến chú ha chú. Rồi cũng cũng cảm ơn chú nha chú. Dạ chúc chú mua bay bán đất nha. Dạ.